Xin chào tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình. Ở clip này mình sẽ thực hiện một thử thách 7 ngày chỉ ăn hải sản. Ok, nghĩa là như vậy, sau cái video này là 7 ngày tiếp theo là không có một tôi không thể sản xuất một video nào về ẩm thực nữa. Ở video này thì tôi sẽ thực hiện thử thách 7 ngày chỉ ăn hải sản. Tôi sẽ ra chợ mua từng hôm một, hôm thứ nhất cũng phải ra chợ, hôm thứ hai phải ra chợ. Vì hải sản này để trong tủ lạnh rất là hơi, tủ lạnh cũng như không để lâu được vì nó ôi thối. Ok, let's go thôi, ra chợ thôi. Ok các bạn ơi, sáng nay tôi sẽ ăn mực hấp. Tôi đang cho những chú mực vào đây để hấp. Như này thôi là quá đủ cho bữa sáng rồi. Bật bếp vào đây vung. Thì món mực hấp của tôi đã ra lò rồi. Mực hấp thì tôi phải ăn với lại tương ớt các bạn ơi. Wow. Nóng quá. Thơm vãi à, rất là ngon luôn. Trưa nay tôi sẽ ăn cá viên chiên các bạn ơi. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra được nhiều món. Hy vọng ngày tiếp theo tôi sẽ nghĩ được ra nhiều món hải sản ngon hơn. Cá viên chiên cho đơn giản. Cá viên chiên của tôi ra rồi các bạn ơi. Tôi ăn ít thôi để giảm cân cũng như là để có năng lượng ăn ngày tiếp theo, chứ ăn nhiều quá thì tôi sợ ngày tiếp theo tôi ngán. Hy vọng là tôi sẽ thực hiện xong cái thử thách này ngày thứ nhất. Chắc chắn là sẽ thành công thôi. Tôi sẽ ăn nó với lại tương ớt. Đồ hải sản ăn với tương ớt mù tạt rất là hợp. Nó cay cay, nó át đi vị tanh. Nóng quá. Bốc hơi, các bạn nhìn không? Tối nay tôi sẽ ăn ngao hấp các bạn ơi. Không biết trên đây ngao có đủ không. Ok, ngay bây giờ tôi sẽ bật bếp lên để có món ngao hấp. Cái này thì rất là nhanh thôi. Ra lò ngao hấp rồi. Nhìn rất là quyến rũ. Cái ngao hấp này đúng là một cái món mà tôi rất thích ăn. Ăn thì rất là dễ làm và rất là dễ ăn. Tiếp tục tôi vẫn ăn với lại tương ớt. Ngọt vãi các bạn ơi. Cái nước của nó hấp lên thì có thể nấu được canh đấy. Đĩa này với tôi khả năng là chốc vẫn đói. Nhưng tôi sẽ cố gắng để tôi nhịn để giảm cân luôn. Tôi sẽ ăn sứa các bạn ơi, sứa. Đây là một món ăn mà tôi ăn cách đây khoảng 3-4 năm rồi, hôm nay tôi ăn lại. Không biết là có ngon không, sứa này làm được cả nộm nữa, nhưng tôi sẽ ăn sống luôn. Cái này ăn được sống các bạn nhé. Thơm ngon vãi, cái này thì trước tôi ăn một lần rồi và cảm giác rất là sợ luôn. Ui, ngon các bạn ạ. Cái này sứa khác, trước tôi ăn sứa kia ở chợ. Ăn thôi, anh luôn, cái sứa này rất là thơm. Cho đến các bạn ăn bằng tay vì là vừa tôi không đũa đây. Ba ngày thì chắc chắn tôi ăn hết rồi. Tôi sẽ ăn mấy miếng thôi. Bữa sáng thì vậy thôi, là quá đủ rồi. Buổi trưa nay tôi sẽ ăn bún hải sản. Wow, nhìn thơm vãi. Tôi đã chế biến rất là lâu mới được cái tô bún như này đấy. Nước hầm xương và rất nhiều các loại gia vị. Để tôi xem có những gì. Tôi đã mua một gói để làm bún hải sản riêng, có cá viên này, mực này và có cà chua cũng như là tôm. Chán thôi, mời các bạn nhé. Tối nay tôi sẽ ăn cá viên nhân trứng cá tẩm bột. Wow, ngon vãi. Cá viên tẩm bột để có nhân trứng cá đấy. Chiên thôi. Ok, chín rồi. Đây là tôi nói lại cái tên của cái này rất là dài. Chả cá viên này, chiên này, tẩm bột này, xong có nhân trứng cá rồi tôi cắt ra xem đúng là ui. Để trong nó có trứng cá thật không, bọn này nó lừa tôi để tôi đốt công ty chúng nó luôn. Cắt xong cận cảnh cho bạn xem luôn. Nhìn rõ trứng cá luôn, nhìn phê vãi. Nhìn ngon vãi các bạn ơi. Ngon quá. Ngon quá. Sáng hôm nay tôi sẽ ăn tôm hấp. Wow, rất nhiều tôm luôn. Phê quá. Và giờ bật bếp hấp thôi. Ok, chén tôm hấp cho sáng ngày hôm nay thôi. Tôm hấp tôi sẽ ăn bằng tay để tôi bóc được vỏ. Wow, nóng vãi. Bóc xong rồi và sau đó tôi sẽ lại ăn với lại tương ớt. Ủa nhiều quá. Tôi không ăn được nhiều cay các bạn ơi. Ngon vãi. Chắc tôi ăn hết 10 con này mất.
Ok, trưa nay tôi sẽ ăn ngao xào các bạn ơi. Thơm phức luôn. Ui, rất là nhiều nhưng mà cái con ngao bên trong rất là bé. Không biết là có làm no bụng của tôi không. Wow, ngon quá. Tuyệt vời luôn. Tối nay tôi sẽ ăn cá rán. Wow. Đúng là hải sản rất là nhiều các món ăn ngon. Ui, bắn quá các bạn ơi. Wow, miếng cá thơm quá các bạn ơi. Tôi sẽ phải ăn ngay thôi, mỡ còn vẫn còn đang nhỏ này. Cá không xương, đây là một loại cá với nước ăn, cá nục thì bạn. Nhớ đặc điểm là không có xương thôi. Rán lên ăn rất là thơm, tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều món với cá này nữa. Trưa nay tôi sẽ ăn phở hải sản, gọi là phở hải sản thôi nhưng mà đây là phở hải sản tôi tự chế, gồm có cá viên chiên này, cá này cũng như là có cả sứa nữa các bạn ơi, nên được ăn thôi. Gọi là hải sản nhưng mà nó không giống phở hải sản các bạn ăn ngoài quán đâu, nhưng mà vẫn cố mà ăn thôi. Wow, rất là thơm mùi bò. Đây là phở hải sản tôi tự chế từ một cái gói phở bò ra, nên là nó không giống phở hải sản, nó hơi mùi bò. Okay. Không sao cả, vẫn ăn với một cái tinh thần là phở hải sản đi để cho nó hoàn thành cái thử thách. Buổi tối thì tôi sẽ ăn canh ngao. Có thể là rất nhiều bạn xem video của tôi đã từng ăn canh ngao rồi, phải không? Đây là một món rất là dễ nấu. Đặc biệt của nó là canh ngao, nước rất là ngon. Nên tôi thích ăn, rất là thích ăn cái nước này trộn với cơm, nhưng mà cả tuần nay tôi sẽ không được ăn cơm vì tôi đã đặt ra cái thử thách này rồi. Ngon quá. Làm con ngao. Sáng nay tôi sẽ ăn cá tẩm bột chiên. Wow. Cá tẩm bột chiên các bạn ơi, thơm phức luôn. Và tôi thì không thể chờ đợi nữa, tôi sẽ đánh chén nó. Giòn tan. Rồi thì các bạn nhé, tôi ăn bằng tay. Rất là thơm luôn. Bột chiên thì tôi đã cho gia vị rồi nên không cần chấm nữa. Trưa nay tôi sẽ ăn tôm kho. Wow, lắm nước mắm quá, các bạn có nhìn nó giỏi không? Tôm kho mà không ăn với cơm thì các bạn biết nó mặn như nào. Tôi đã cố gắng kho nhạt rồi đấy, nhưng mà vẫn nhiều nước mắm quá. Và tôi sẽ uống thêm một ly nước đá này. Tôm kho thì không cần bỏ vỏ, rất là mặn luôn. Vẫn ngon, vẫn thơm mùi tôm. Tối nay tôi sẽ ăn mực xào. Wow, nhìn rất là mê ly và ngon luôn. Cả ngày nay tôi ăn đồ gì cũng toàn là dầu mỡ rồi. Đến tối nay muốn nghĩ một món hấp hoặc một món luộc nhưng cũng không nghĩ ra nên tôi đã xào mực tôi ăn. Ngon quá. Bạn nhìn hay không? Mực xào rất là dai luôn. Sáng nay tôi sẽ ăn nộm sứa. Nhìn ngon vãi. Không biết là có ngon như là sứa ăn chay không. Đây tôi đã cho thêm rất nhiều các thứ vào, hành lá rồi thì rau ớt rồi thì lạc rồi thì xoài rồi thì dứa, nói chung là tất cả các thứ. Tôi chưa làm bao giờ nên là không biết là có đúng các thực đơn của một cái món nộm sứa hay không. Ăn là khá ngon hơn đấy, nó không tanh như lần trước nữa. Trưa nay tôi sẽ ăn cá sốt cà chua. Đây là một món rất là phổ biến luôn. Ăn những cái kiểu này mà không có cơm mà rất là khát nước, nên ăn xong rồi tôi uống nước luôn. Ngon hơn. Mặn, hơi mặn một chút. Tối nay tôi sẽ ăn cá ruồi ruội chiên. Ăn chắc 100 con này mới no mất. Nó rất là bé. Sáng nay tôi sẽ ăn cá viên chiên tẩm bột.
Đây là một món mà tôi cũng mới tìm hiểu được. Tôi sẽ chiên thử khoảng 10 viên. Nếu ngon tôi sẽ chiên tiếp, nhưng mà sáng thì chỉ ăn thế này thôi. Và làm một ly nước. Cá viên chiên tẩm bột giòn tan đã ra lò. Rất nhiều luôn. Tôi sẽ ăn một viên, các bạn biết nó giòn tan như nào. Mắc ngon luôn. Các bạn làm thử nhé. Cứ cho cá viên chiên tẩm bột là ngon, ngon vãi. Khói bốc nghi ngút, ăn bỏng cái mồm ui. Ngon vãi. Trưa nay tôi ăn tôm rán. Wow. Mỗi ngày là một món ăn ngon các bạn ơi. Ui, các thứ tôm ra qua hết vào rồi. Wow, bán quá, chạy thôi. Tôi đã bắt tôm chiên, nóng vãi, khả năng ăn luôn cả vỏ vì chiên rồi, giòn lắm, vỏ rất là giòn, ăn mẹ luôn đi. Ngon vãi đái. Ngon quá. Rất may tôi chiên nhiều. Không phải thấy ngon kiểu này mà hết là thèm lắm ấy. Ngon quá. Mày chốc tôi sẽ tẩm bột chiên luôn. Bữa sau bữa tối. Hôm nay tôi mua rất nhiều tôm. Tối nay tôi sẽ tẩm bột chiên luôn. Tiếp tục cái series tôm, tối nay tôi sẽ ăn tôm chiên luôn các bạn ơi. Đã xong tôm và bột chiên rồi, chén thôi. Thực ra là ngày nay là ngán ngán tôm đấy các bạn ạ, trưa nay ăn nhiều quá. Trưa nay tôi dám tôi ăn phải đến hơn chục con ấy. Tối nay tôi sẽ ăn ít đi. Bữa đúng không? Ngán ngán tôm kia rồi thì giờ có thêm một ít lớp bột tẩm vào nữa, ăn cũng rất là ngon. Ok, vậy là thử thách 7 ngày ăn hải sản của tôi đã thành công rồi. Thực sự là ngán hải sản kinh khủng luôn. Và giờ tôi sẽ tiếp tục ăn rau, thịt cũng như là ăn cơm để bổ sung tất cả những cái chất dinh dưỡng những ngày qua còn thiếu, chứ không là suy nhược và không làm được việc đâu. Ok, và bây giờ chắc tôi sẽ khép lại video này đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên tôi một like, chia sẻ video này. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé. Chào các bạn, bye bye.